Xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì em sẽ test nhanh một bộ karaoke về thành phố Vinh, Nghệ An để cho bác khách tên là bác Tuấn ở thành phố Vinh, Nghệ An. Bộ này là 12.100.000 đồng các bác nhé. Bao gồm một đôi loa RCF đẩy vang mic riêng các bác nhé. Đôi loa này em cũng nói nhanh cho các bác là trọng lượng của nó là 24 cân trên một chiếc, hai chiếc thì khoảng 50 kg. Bát tép phân tần thì các bác ở đây thì em tiện đây em cũng quay luôn cho các bác. Đây các bác nhé, của bác sử dụng từ 190 và bát RCF ở đây. Thông số là công suất khởi động là 450W và công suất max của nó là 900W các bác nhé. Đánh ở chế độ 8 ohm. Bát 12 inch là bát 30 các bác nhé, của thép DA2508 made in Italia. Đấy. Phân tần rất là to. Em cho các bác xem phân tần của nó đây. Hầu hết tất cả các loại loa dù đều dùng phân tần này hết, có hai bóng đèn chống ngay chắc. Đôi loa này mạnh dạn bảo hành cho bác nên đến là 10 năm các bác nhá. Cực kỳ nặng và đầm. Và em khuyên các bác sử dụng những chiếc cục đẩy riêng, vang riêng và mic riêng thì là nó sẽ khai thác được hết tối đa công suất của những chiếc cục đẩy như này. Và chiếc cục đẩy này là một chiếc cục đẩy Crown NA800 và một chiếc vang cơ APP. Có rất là nhiều bác gọi nhưng mà cứ phải tí nữa nghe sau. Đôi loa này các bác có thể không cần trầm nữa nhá, gia đình các bác không cần trầm vẫn đánh rất là ok. Đấy, review nhanh và tất cả các hàng em gửi đi đều em phải test hết các bác nhá, test hết xong rồi đâu ra đấy xong rồi gửi đi cho các bác để cho các bác yên tâm. Ok, và bây giờ em sẽ test tiếng mic cho các bác nhá. Chiếc mic Shure UX31 là một trong những chiếc mic có thể nói là hay nhất ở trên thị trường hiện tại. Không có cái mic nào qua được cái mic này. Các bác nhá. UX31 phiên bản 2 tụ nguồn cực kỳ to. Các bác có thể xem lại video em mổ ruột gan. Tất cả các loại loa đẩy vang em mổ hết nội thất cho các bác xem. Các bác nhá. Các bác mua loa các bác cứ yêu cầu xem nội thất cho em. Các bác nhá. Mua loa ở đâu cũng thế. Loa này là loa chuyên hát karaoke. Còn những cái dòng loa nhiều đường tiếng, đây là loa nghe nhạc các bác nhé. Loa này là chuyên sử dụng để hát karaoke chuyên nghiệp, hát hay tiếng sáng. Nè nè, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và hiện tại đây này em mới chỉ ghép có một chiếc loa thôi. Ở đây thì này em cũng quay cho các bác. Không, các bác này bảo em fake âm thanh. Rất là nhiều bác nghe âm thanh hay quá bảo đạo nhạc. Nhưng mà đây là mới chỉ là một chiếc các bác nhé. Mới chỉ khai thác là một chiếc thôi, không kịp đấu rắc, nhiều khách quá. Đây là tiếng mic mộc các bác nhá, tiếng mic mộc của bộ dàn âm thanh này. Và bây giờ em sẽ bơm metro vào. Nó chỉ có 3 nút thôi, rất là dễ chỉnh các bác nhá. Music, mic, tôi nhỏ mic và tôi nhỏ echo. Cái mic xua này thì các bác lưu ý cho em là các bác vặn, đây nó chỉ đến nút xanh thôi các bác nhá. Nó sẽ không bị vỡ tiếng. Đấy, nó xanh hoặc bé hơn một chút, không sao cả. Ok, và bây giờ em sẽ bơm metro vào. Nè, nè. Nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, Tùng nghe đàm được rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hiện tại em đang bơm metro vào. Ok các bác nhé. Và một lần nữa chúng tôi xin được thông báo, trong buổi tối ngày hôm nay có một cô gái tên Thanh rất hay, các bác có thể dẫn chương trình được các bác nhé. Nhưng mà công nhận là bộ karaoke này rất là đẹp các bác. Các bác có thể nhìn thấy chiếc gương của nó rất là đẹp. Ok, xem về với thành phố Vinh, 12.100.000 đồng. Các bác liên hệ ngay con số hotline em ghi ở trên tiêu đề của video. Cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những video mới nhất của bên em. Các bác nào còn chưa đăng ký kênh, vui lòng bấm đăng ký kênh và chia sẻ bài thật mạnh tay giúp em các bác nhé, để em luôn luôn ra những bộ karaoke hoàn hảo, đẹp và bảo hành dài hạn cho các bác về không bao giờ sợ lỗi. Em với nhiều năm kinh nghiệm, em đã chọn lọc được ra những đôi loa để cho các bác bền bỉ hay các bác nhé, kể cả chiếc mic thế thôi này. Em phải chọn cho các bác những chiếc mic hát nhẹ và đôi loa phải chất lượng. Sau rất là nhiều năm chọn nhọc thì là em đã có ưng được khoảng 3-4 mẫu
gửi đến cho các bác. Các bác mua hàng của bên em là rất là yên tâm các bác nhá. Ok, chào các bác ạ.